Hello mọi người nha. Thì hôm nay tụi mình được xuất diện rồi nha mấy bạn. Trải qua khoảnh khắc sinh tử rồi nha mấy bạn. Giờ hai chồng mình cũng đã đỡ rồi nha. Thì mình cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình nha. Giờ chút nữa đợi mình đây, tụi mình đang đợi nghe mình uống nước. Các bạn cũng biết tại sao mà mình cái xe không? Hồi nữa xíu mình lên xe mình kể cho mấy bạn nghe nha. Thì giờ tụi mình lên xe về nha mấy bạn. Đây. Ngồi xe được rồi nha, đỡ rồi nha. Hổng đậu cũng chết vậy. Thì cũng mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhiều đã quan tâm đến hai vợ chồng mình nha. Nhiều người hỏi mình sao té. Thì bữa đó hai vợ chồng mình đi đám. Thì cái chồng mình chở mình về và uống cũng ít ly hả mấy bạn. Thì chồng mình do làm đêm á, cái ngủ gục rồi hai vòng té. Mình á hiểu sao chứ, chút cũng như đây à, cũng sắp lành rồi nè. Còn chồng mình thì bị nặng hơn nha bạn, tại với lại bị dập lá lách á, cho nên phải mổ. Thì ở bệnh viện cũng cả tuần á, hơn tuần chứ. Ở lâu lâu đó. Hiện nay được về là vui quá trời vui luôn. Nói chung là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Nhiều bạn comment nói là chúc mình mau là hồi sức, mình cũng gắng cố gắng để nhanh hồi phục để về quay clip cho mấy bạn xem nữa. Không có đừng cho tới nha, cho tới nhập xíu. Cái này không cho, bữa nay không cho nữa đâu. Này là thiệt chứ không cho nữa, không dám cho nữa. Chủ yếu là thông cảm nha. Do tình hình sức khỏe mới hồi phục cho nên là chắc là về mình chưa quay clip được nhiều đâu mấy bạn. Chắc cũng tĩnh dưỡng chắc cũng khoảng nửa tháng nữa mới có ra clip đều đều như lúc trước nữa. Bữa nay tươi tươi đó, chứ bữa là nằm suốt luôn. Giờ vẫn ngồi dậy vẫn chưa nổi nha, cũng phải có người đỡ. Vậy thôi, mình cảm ơn mấy bạn rất nhiều nha. Mình không biết nói gì hết trơn á, quên hết rồi.